Rồi đi ạ, hello chào nè anh anh. Hôm nay là mình đi bắt ra ngoài đây là một tập đoàn nè. Mây đẹp lắm nè. Quá đấy. Đi qua. Đó, giờ là mình đi tắm biển nha nè em. Đó, đây là những gương mặt tắm biển. Bây giờ mình đợi dép đi. Là bắt đầu mình sẽ đi, không biết hy vọng là lên con đừng mất dép là được à. Ra tắm biển là sống đi rầm một xe của em thấy sống. Đưa cho dép vào đâu. Thôi đi. Đéo qua đầu là cái gì chết luôn đâu, đâu con công đâu. Quay nè, mấy anh quay nè. Đéo, đi qua đi. Bắt được chưa? Đấy, con công đây. Wow. Gió tổ nào cho anh em. Wow, chồng ơi, chồng được ngói. Đây là bắt tay nha. Con đây vợ. Đi hết chạy chồng mà giờ đầu chồng. À. Đấy. Bắt con này khổ quá rồi. Con này không? Hai con luôn. Wow, to. Đấy, đi qua. Wow. Quá đẹp. Hết chưa? Dừng lại. Rung được á. Ok. Đừng có soi cho cái lỗ ra, để soi cho xe ra thấy. Má đi đứng đi không? Đứng chạy đi. Gì đây? Đây. À, nó biết có tép nè. Nè lưng lên, bổ hả? Đẹp ít thôi. Đó là đẹp. Rồi tao nằm ít cũng đúng. Đào tao khổ luôn chưa? Ơi, công ấy, công ấy. Easy. Hai hàng cốt. Ok. Cố gắng cuối cùng. Hy vọng là chúng ta đền đáp. Chúc gì là đền đáp. Mong rằng chỉ có công rồi nha. Thôi đi, bỏ đi, công đi tán gái luôn, bỏ đi. Tao hang kia đi. Thiệt mà. Đi tao ổ luôn, tán tao ổ được đó nha. Công đi tán gái rồi. Đấy, đấy, đó. Đang công đây, công ơi. Thành công chứ. Easy. Yeah, may quá nó không đi tán gái. Đây còn đang chết nữa nè. Tán gái công đi. Đây, nhà người yêu nó sát bên em rồi không đi tán gái nữa. Con công đây là đã có anh nha. Giống như con keo mà con keo giống như giống đi thì cũng có như là đâu không có đi tới nhà thì không có chào gì đâu nhất phi đâu. Đấy, hôm nay là anh em ta là đêm nay là quyết tâm là phải bắt được keo nha anh em. Hôm nay thời tiết phú yên là đang biển động sóng to gió lớn nhưng anh em ta vẫn can đảm phải không, liều mình can đảm không sợ mưa gió phải không. Tao rớt rồi. Đó, đây là những gương mặt rồi. Cái mặt to lên đi. Đâu? Đấy. Đây, hàng to mà thành công nha anh em. Đây, thiệt mưa đây, thiệt mưa đây. Đấy, nhớ lên. Qué xe. Đấy. Qué bự rồi. Bự quá hơn. Đấy, hàng mới nha anh em. Đấy, hàng mới phanh dùng rồi. Anh em nào chút là cấp cho anh đeo dòng huy chương công cái công đầu gặp nữa chút đeo lên mặt luôn anh cấp huy chương giống cấp huy chương giống cái gì vậy heo ốc xe cừ nè ốc nó giống như nè không heo đâu heo đẹp không ốc heo đấy đúng đẹp không đây là huy chương dành cho Nguyễn Văn Tiếu này công trạng đầu gặp nãy giờ này
Để ra đi em. Đó, đây là chuẩn bị chấp với ông và chấp huy chương. Đây là gương mặt của tôi nha anh em, đó mặt đẹp trai luôn chứ mà giỡn. Đây là đẹp nhất đó chứ. Tôi mà nhìn làm cái ai nhất ở đây. Đấy. Thấy chưa? Đêm nay là sẽ trao tặng huy chương đào cầm cho Trần Văn Téo. Đó, công trạng đào cầm đêm nay nha anh em. Đâu, giống Long Thị nè. Đấy, giờ dấu đang treo cho anh em, đang treo chuồng. Đây là cái thúng. À, đèn giống đang treo. Gọi là thúng chét. Mà tôi đi ra con ra coi chơi từ đằng ké. Đêm nay là bão bùng mà giống vẫn liều mình. Liều mình vì anh em đi. Vì anh em đi bắt ké giờ. Với mục đích rất là cao kẻ bắt ké về nấu cháo ăn người chung lại vậy. Rồi vậy anh em giờ giống đang ra coi nè. Đi thúng rồi mình kem thêm một cái đây là một nước tạc. Ờ đấy, nước tạc đấy. Phải chưa anh em? Đó, múc tạc cho nếu mà không múc là na chị ngập thúng nha anh em, chim chuồng. Đó. Chim luôn là cà chuối ăn. Ờ chuối ăn cho mày giỡn nè. Rồi tiếp tục bơ đi. Tiếp tục bơ. Tiếp tục bơ đi. Ồ, quá khổ. Đó, gì anh em mà giống mày lặn lội đi đi bắt cá nha anh em. Bây giờ cho anh em nấu cháo ăn trong la gì vậy? Ờ. Quá khổ nha anh em. Đây quá khổ không? Đâu vậy thôi chào anh em ơi, chào anh em ơi. Tôi giật biên nữa. Tôi coi kính thành đô rồi, giờ gọi cho má anh em. Giờ giật biên quay cao phía chưa? Dạ em, chào với anh em em. Thôi nè, đây là bắt đầu. Chào, anh em. Hôm nay Mình sẽ đào bàn cặp này. À, đây đây là chắc trong chiếc mà cho mày công dỡm đâu, công to lắm này, rồi đào đi. Đây là thử thách nha. Thử thách không biết mi nó có đau được không nha anh em. Quay kênh đây này nó đang chuẩn bị khô hiểu không? Đó. Thử thách mi nó đau, thử thách nó đau được không? Cho coi này. Biết đau được không? Không, nó cắn. Cắn cho chua nhưng mà cắn. Đây là nó đang gói gọn cho một cái vùng chặt hẹp nữa là anh em chiến đấu cắn gọn. Đây nha anh em. Đây. Đó, sau khi cái đầu xong rồi mình đi với anh nha anh em. Đó, chiếc lò phẩm xong rồi nè. Đấy, bắt gì rồi anh em. Đâu là giờ mà đâu mình làm nè. Rồi rửa sạch ra, rửa sạch cát cả. Đổ cát vô hả? Đổ cái ra. Đổ cát hả? Lọc ra chứ. Đâu đủ lắc lắc lên. Bắt chớ được lại quá che vậy ông. Nó chạy. Chơi thêm mà nó chớ chút. Lấy nó có sao đâu. Đó, đây mình tách mu nha anh em. Đồ. Con này là giờ mình này, tách cái mu với cái yếm ra. Cái. Đó, tách mu tách yếm. Ông chưa nghiệp vô học ở bên. Đó, đây là hai. Đây là cao toàn đâu. Đồ đây. Đồ làm này. Nãy có cho lớn, cho nhỏ nạp chị, cho lớn, tao biết cho lớn cho làm đi. Bà chó bà còn theo không? Kêu bà chó giật cái đầu bé. Anh đi xong em theo chứ không biết. Đây đây. Đây cháu. Đây cầm nước mặn mà thả giờ nước ngọt là chảnh cảnh hết chưa ạ. Cầm to gớm nha anh em, cầm bự không ạ, cầm gió, cầm con này còn con nhỏ sao mấy đợt. Cầm mà cầm chiến này. Đây. Đây là đấy. Đây là cái đây. Biến chốt luôn này. Đây này. Người ta kêu con này là bẻ ông bẻ. Con này là cái con cọng gió này. Miếng luôn. Ôi giời. Miếng nè, thấy không? Cô, đây. Cái yếm nó đấy. Tắt cái yếm, tắt ấy nè. Yếm vô ngay cái miệng luôn. Làm cho nó sạch mặt chưa? Cái tắt mấy ấy kỹ thuật ra cho đỡ mình ăn dai ăn đều. Chừng mà chờ nhớ nói nhưng bà lạp phải làm xong dục. Nói hai. Làm heo xong nó làm xong đêm dục. Nói hài mà. Nên là cầm rất là chắc. Chưa có chăng. Chưa có chăng nhưng mà có cầm. Chăng lên là xốp đó. Đó, đây là sau khi mình làm xong rồi ấy. Đó, giờ bà đem mình làm. Trước khi nấu cháo mình làm trước mình mới nấu cháo. Đó, bắt sẵn nấu cháo không. Đó, đây là xong nha anh em, thành vẽ một tiếng đồng hồ anh em mình lặn lội đi bắt cá bắt cua quá đã, đồ thơm lặn ha, đồ mùi quá hấp dẫn.
Cái này là dứt hết luôn ha, cá tiêu không đem bà tiêu lên. Rồi múc anh ơi. Anh ơi con. Rồi anh ơi, anh cảm nhận đi, anh cảm nhận cao nha anh em, công tin đi bác tôi chưa tối giờ đây. Bỏ đi một hai ba tiếng đồng hồ đỡ đi bác công nè. Anh ơi, anh ơi. Nồi ai nấu cái mì nào? Đẻ không giống. Ngon. Ngon không? Ngọt. Ngọt ta tầm ngọt tới đâu ngọt thịt tầm thịt. Ngọt tới ngọt tới xương luôn chứ sao thịt thịt món là trong à ngọt tới xương hiểu không ngọt tới tầm xương tí à ngọt tới tí luôn chứ đừng nói xương xương còn ngán người anh ơi tôi bị nấu không hợp con người ngon không ngon kéo ngon nghe em công mày công mày bên đây mày cắp mày bằng thịt xương đi đâu cầm á trời không hiểu mày biết á còn leo vô đi anh này Ăn gì? Ăn chồng. 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 Ăn chồng